Ở đây á, là hôm trước cô nói là hiện tại nó sẽ có hai động từ là V0 hay còn gọi là V1, là những cái V này là V nguyên gì? V nguyên mẫu. Rồi, hoặc là lúc đó nó sẽ được thêm S hoặc là E gì? ES, ok, đúng không? Vậy còn về quá khứ, từ V1 này sẽ biến thành V số 2, lớp nhìn này 1, 2, hiện tại, quá khứ. Nhưng mà có những từ nó chỉ việc thêm ED thôi là được gọi là V2 rồi, hiểu không? Vậy có nghĩa là từ V1 biến thành V2, có nghĩa giống như là từ từ go nó biến thành từ gì đây An nhờ? Go sẽ biến thành từ gì An? An, go sẽ biến thành từ gì con? V1 go sẽ biến thành? Ở đây á, là hôm trước cô nói là hiện tại nó sẽ có hai động từ là V0 hay còn gọi là V1, là những cái V này là V nguyên gì? V nguyên mẫu. Rồi, hoặc là lúc đó nó sẽ được thêm S hoặc là E gì? ES, ok, đúng không? Vậy còn về quá khứ, từ V1 này sẽ biến thành V số 2, lớp nhìn này 1, 2, hiện tại, quá khứ. Nhưng mà có những từ nó chỉ việc thêm ED thôi là được gọi là V2 rồi, hiểu không? Vậy có nghĩa là từ V1 biến thành V2, có nghĩa giống như là từ từ go nó biến thành từ gì đây An nhờ? Go sẽ biến thành từ gì An? An, go sẽ biến thành từ gì con? V1 go sẽ biến thành? Nhớ không? Từ đi. Ủa con không thấy từ cô viết hả? Vậy cô viết xuống dưới này, go sẽ biến thành gì An? Go là đi, bây giờ đã đi rồi biến thành chữ gì đây con? Không, girls là nó thêm es rồi. Ai giúp bạn nào? Rồi Vân Anh con, go sẽ biến thành chữ gì? Hồi giờ mình gặp nhiều rồi á. Ừ, go sẽ biến thành when. Các con nhìn này, cô dịch tiếng Việt nè. Cái này là đi, cái này là đã gì các con? Đã đi, vậy cái này là hiện tại, còn cái này là quá khứ. Rồi có những từ không biến từ V1 thành V2 như thế này mà nó chỉ việc thêm ED thôi. Giống từ play, play là chơi đúng không các con? Chơi, thêm ED biến thành là đã gì? Đã chơi, ok chưa? Vậy thì sau khi các con, hôm trước là cô giảng rồi, mình còn làm bài tập nhiều rồi, các con hiểu rồi, bây giờ cô tóm lại một xíu. Các con nhìn cái bộ câu nè, à nhìn cái cấu trúc này, sorry, cứ lộn với tiểu học. Cấu trúc này các con, rồi, vậy bây giờ mình sẽ làm quen với một vài động từ chỉ việc thêm ED và một vài động từ sẽ biến thành V số 2 để khi mình làm bài tập mình áp dụng. Và cái này là các con phải học thuộc chứ nó không có cái gì để mà, để cho mà mình dễ cho ở trơn á. Rồi, lớp. Sao con? Rồi, cô mở vô. Ừ, cô thấy là cô biết rồi, cô cho cô vô rồi này lẹ nha. Rồi, các con gạch hết bài nè, ghi bài ngày hôm nay nè. Rồi tí nữa mình quay lại mình sửa cái bài tập trong vở sau, nó thuộc bài ngày hôm trước. Nhớ nha, luyện cho cô bao nhiêu lần đây Lan Phương? Cái này luyện bao nhiêu lần Lan Phương? Cái mẫu câu, à cái cấu trúc này luyện bao nhiêu lần đây Lan Phương? Lớp thấy không? Cô nhắc luyện bao nhiêu lần nó còn không nhớ thì làm sao mà nó về nó luyện? Nó có nghe gì đâu. Ủa chị, cái chị này như não tàn đó trời. Anh Việt Hoàng, tôi nói cái mẫu câu, cái cấu trúc này về luyện bao nhiêu lần? Chu cha, hai đứa này nó bị ngáo à. Nó ngồi trong lớp như nó bị ngáo quá trời. Cả lớp bật mic lên nói cho nó mấy lần giùm cô với. Trời ơi, hai anh chị có không nghe tôi nói, hai anh chị về làm cái gì? Ô, hai anh chị chuẩn bị tinh thần ở lại lớp 6 đi nhá. Đúp với con ạ. Chỉ cần rớt một môn thôi, mà trong khi môn tiếng Anh môn chính nhá, là anh chị được ở lại lớp rồi. Tôi chỉ cần thả ra một phát, tôi không cần kiểm tra bài cũ ha, tôi không cần kiểm tra bài tập của mấy anh chị ha. Ở lại lớp đó con. Rồi lúc đó nói chuyện với ba mẹ ha. Cả một cái hè ở nhà nói chuyện với ba mẹ nè, tâm sự nè. Tâm sự với cái Roy kìa. Tôi một khi tôi còn kiểm tra bài có nghĩa là tôi còn quan tâm ấy. Tôi mà không kiểm tra bài nữa tôi cho rớt ráng chịu à. Ừ, có thử không? Có muốn thử không? Các anh chị không muốn tôi kiểm tra bài hả? Ok, không kiểm tra bài gì cả. Cuối năm ở lại lớp đừng hỏi vì sao con rớt. Thân mình không lo thì đợi ai lo? Mình còn thương thì đòi ai thương?
Lớp ơi, xong hết rồi đúng không con? Đóng khung lại nhá. Gạt hết bài đi. Rảnh đâu mà cứ đi theo suốt ngày, các bạn khác thì bị ảnh hưởng nữa chứ. Từ đã, cô sửa luôn cái bài hôm trước đi xong rồi cô qua bài mới luôn ha. Cô qua cái phần tiếp theo là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc cho các con nè. Cái bài này đúng không lớp? Bài này đúng không? Rồi ok, làm luôn đi. Rồi tí nữa nhảy qua bài mới luôn cho nó tiện. Rồi câu số 1, cô đưa ra thể khẳng định, các con đưa ra thể phủ định và nghi vấn. Nhưng trước khi đi vào làm bài thì cô hỏi nè, cô nói lại một xíu. Các con nhìn nhá, xác định cho cô chủ ngữ. Sao con? Vậy hả? Vậy là bài nào? À, cô ba hả? Rồi, Nghĩa ơi, xác định cho cô cái nào là chủ ngữ con. Chủ ngữ, đúng, chính xác, suy là chủ ngữ. Chủ ngữ, rồi, động từ cho cô Hương ơi. Hương, động từ con. Hương ơi, Hương mạng nó yếu ghê á. Gia Huy, động từ con. Chủ ngữ là suy, động từ là gì con? Trời ơi, ủa cô kêu cái đề bài này mà con, ngay cái đề này mà mình đang làm mấy câu này mà đít đâu ra, đít cái đầu gì ở đây con? Ủa Gia Huy, cô hỏi này, chủ ngữ xong tới cái gì Gia Huy? Chủ ngữ xong tới gì Gia Huy? Hả Gia Huy ơi, chủ ngữ xong tới gì Gia Huy? Bật mic lên, nhanh. Ủa, trong tiếng Việt chủ ngữ xong tới cái gì? Ủa, ừ đúng rồi, chủ ngữ xong tới vị ngữ. Và tiếng Anh thì chủ ngữ xong đến động từ. Vậy động từ nằm phía trước hay phía sau chủ ngữ đây con? Ở sau thì con tìm, bạn Nghĩa đã tìm dùng con chủ ngữ rồi. Thì con thấy động từ ngay thôi, ngay sau nó kìa. Đọc lên. Ừ đúng rồi, quen là động từ. Rồi tất cả những gì phía sau người ta gọi là tân gì các con? Tân ngữ. Mà các con nhớ này, phủ định, lớp bật hết mic lên nói cho cô nào, phủ định là thêm gì các con? Thêm not. Mà đây là động từ thường hay to be cả lớp? Thường. Rồi ok. Khuê ơi, nếu động từ thường thì nó có được thêm trực tiếp vào động từ như vậy không con? Có được ví dụ như là ví dụ như when này cô có được thêm not như vậy không? Có không? Ừ, mình phải mượn gì để bỏ nó vào con? Mượn thằng nào để bỏ thằng nó vô? Trời ơi con ơi, cô nó đã nói là chia, nó không có to be mà. To be, nó có hai trường hợp, một là to be hôm trước mình học rồi, tiếp theo là động từ. Nó có hai trường hợp như vậy mà sao thằng đang làm thằng động từ lại bảo là mượn thằng to be bỏ vào thằng động từ? Mượn thằng nào con? Bên khỏi hiện tại đơn mình sẽ mượn do hoặc là does. Các con cố gắng một xíu nha. Tại vì các bạn này hồi kỳ 1 không có học á, cho nên lớp cố gắng nghe một xíu. Hả Khuê? Bây giờ hiện tại thì mượn do đơ, vậy thì quá khứ phải miệng mượn thành chữ gì con? Hôm trước mình làm bài tập quá trời trời rồi mà. Bình an con. Ờ, mượn dit mà bỏ not vào. Các con nhìn nè, mượn dit bỏ not vào là thành dit gì đây Hương? Đúng rồi, didn't. Didn't nha. Rồi, didn't bỏ trước hay sau thằng động từ? Hương con. Didn't này sẽ bỏ trước hay sau thằng động từ con? Bật mic lên con, trước hay sau động từ đây Hương? Hương ơi, bật mic lên trả lời. Ờ, trước, ủa mic của con bị hư à? Ôi trời trời trời, đúng rồi, trước thằng động từ, phải bỏ chỗ nào đấy Khuê? Mic cam Khuê ơi. Thì cô kêu mấy đứa kiểu này hết giờ luôn ấy.
Khuê con, bây giờ bạn kêu là bỏ trước động từ, vậy thì bây giờ con sẽ bỏ trước chữ gì đây Hương? À Khuê, bỏ trước chữ gì con? Trời ơi, suy là động từ hả con? Các bạn đã xác định và để đây rồi mà. Didn't mà con. Did là không, không thì bây giờ bỏ trước chữ nào? Không làm cái gì đó thì bỏ trước hành động. Hành động là chữ nào con? Ừ đúng rồi, vậy bây giờ bỏ trước chữ when. Vậy là bây giờ cô bỏ vào đây đúng không? Vậy cô bỏ didn't vào đây. Nhưng mà đã mượn thằng did này rồi thì động từ phía sau còn giữ là V2 là when không con? Còn không? Mượn rồi thì phải giữ nguyên. Vậy từ when này sẽ biến về thành chữ gì con? V2 là when, nó sẽ biến về trở về thành gì đây? Một là go biến thành hai thành when. Bây giờ từ when biến trở về ngược thành. Ừ, go. Rồi. Câu của cô cả lớp đọc cho cô viết con. Bây giờ mình sau khi mình làm theo cái bản chất của nó xong rồi, mình sẽ đọc nguyên câu hoàn thiện, cả lớp bật hết mic lên đọc cho cô viết nào con. She did go. Rồi hạ xuống hết cho cô. Go to school 2 days ago. Rồi. Các con dịch luôn cho cô nào. Cô ấy có hay không các con? Cô ấy đã gì? Đã không đi đến trường cách đây mấy ngày rồi? Cách đây 2 ngày trước. Rồi. Rồi và các con nhìn dịch lên câu này cho cô nào. Cô ấy đã gì? Cô ấy đã đi đến trường cách đây 2 ngày rồi. Vậy vậy thì bản chất các con chỉ cần nhớ phủ định sẽ thêm not, mà vì đây là động từ thường không được thêm not trực tiếp vào động từ thường, cho nên phải mượn thằng did bỏ not thành didn't. Nhưng didn't này đã mượn thằng này rồi thì từ V2 sẽ được chuyển về thành V gì các con? V0. Còn chủ ngữ mình vẫn hạ xuống, tân ngữ mình vẫn hạ gì? Hạ xuống. Có thay đổi hai thằng này không bà nội, à, bà con? Không thay đổi đúng không? Ok. Rồi, nghi vấn có được đưa trực tiếp động từ lên không? Câu hỏi có được đưa trực tiếp động từ lên không? Không, đảo vô cái gì lên đây An ơi, giờ đảo gì lên An? À, đúng rồi, đít đảo lên thì bây giờ đít xong rồi, đảo cái gì xuống? Ừ, đảo suy xuống. Rồi, hạ hết tất cả tân ngữ xuống. Rồi, cả lớp đọc cho cô viết các con. Did she, rồi hạ cái đống này xuống. Go to school 2 days ago. Bao nhiêu người đúng thể phủ định và thể nghi vấn các con? Bao nhiêu người đúng nào? Trời ơi. Nhớ nè, câu có do the thì động từ phải giữ nguyên. Vậy thì câu có did động từ cũng sẽ phải giữ nguyên. Ok, nhớ cho cô như vậy là được. Cứ có do the did, tất cả động từ đều là V0. Rồi, trả lời cho cô yes no nghĩa con. Yes thì lật ngược lại con, did she thì thành lật ngược lại. Giỏi. Rồi no cũng vẫn là she gì? Rồi để cho thằng Hoàng nói thử coi. Hoàng. Bây giờ no. Đúng rồi, yes thì là she did thì no cũng vẫn là she did. Nhưng đã có no thì bắt buộc phải thêm gì cả lớp? Bật mic lên nói cho hai cái đứa đó nó nghe cả lớp. Đúng rồi, thêm not. Đây nè, thêm not. Viết tắt, xóa ho, thay bằng sắc. Và đây là didn't nè. Chứ đâu she didn't là didn't cái con khỉ gì? Không hiểu nổi. Rồi, tiếp theo là lớp Number 4. Từ câu hỏi là bao nhiêu người đúng hết cái câu này con? Hôm trước là cô... Đúng rồi, lớp mình đúng hơi bị nhiều luôn. Nam định sai. Nam định sai hả? Sai câu nào? Khẳng định, phủ định hay nghi vấn? Bật mít. Trời, lớp ơi, lớp nhớ phải có dấu hỏi chấm nha các con. Các con đi thi không có dấu hỏi chấm, hay các con làm bài không có dấu hỏi chấm, bài đó coi như sai. Rồi, number 4. Khoa con, bây giờ chia cho cô động từ trong ngoặc. Lúc nãy câu này ở trên. Bây giờ con cô hỏi này, đây là từ, đây là thì gì đã con? Thì gì? Đi tìm dấu hiệu cho cô nào.
Hôm trước cô dạy dấu hiệu rồi. Chu Ủa? cha. Từ nào cho thấy đó là hiện tại đơn? Đi tìm từ chỉ thời gian là lớp biết nó xảy ra rồi hay chưa xảy ra thôi, là biết thì gì thôi, cái đó gọi là dấu hiệu. Đúng rồi, last, có từ last. Week, week là gì thì Khoa? Week là gì con? Tuần, mà thêm từ end, lớp phim, coi phim thấy rồi chứ gì? The end là cuối đúng không? Cuối phim đúng không? Cuối gì các con? Cuối tuần gì? Cuối tuần trước, xảy ra chưa cả lớp? Xảy ra chưa các con? Vậy thì động từ nguyên mẫu sẽ biến thành V số mấy các con? Các con chỉ cần nhớ cho cô khẳng định V1 biến thành V2 hoặc VED, phủ định, thêm didn't, động từ giữ nguyên, nghi vấn, đảo đi lên, đưa chủ ngữ xuống. Các con phải nhớ như vậy, đừng có ngồi học việc. Ha. Rồi Khoa, từ V1 biến thành V mấy đây Khoa? Từ câu này là có quy tắc hay bất quy tắc Khoa? Có quy tắc là thêm ED, có quy tắc là chỉ việc thêm ED thôi, dễ lắm. Còn bất quy tắc nó sẽ biến thành một chữ khác, phải có hay bất? Bất quy tắc go biến thành. Đúng, chính xác. Cả lớp bật mic lên dịch câu này cho cô con. Bố của tôi đã gì các con? Không dịch đi nhá. Đã đi đến văn văn phòng vào cuối tuần trước rồi. Tín con, cho cô phủ định. Bây giờ phủ định là thêm gì đây Tín? Thêm not, nhưng đây là động từ thường, đã được thêm not trực tiếp không con? Mượn, mượn đít để bỏ gì vô? Mượn đít để bỏ not là thành đít. Didn't trước hay sau động từ? Trước động từ, vậy cái động từ ở đây là when đúng không? Vậy là didn't. Didn't. When này có được để ở quá khứ không con? Mượn rồi phải giữ nguyên, quen đưa về thành go, chủ ngữ hạ xuống, tân ngữ hạ xuống, bao nhiêu người đúng? Dễ đúng không? Quá dễ mà. Nam định, phủ định con. Từ anh Hoàng, anh Hoàng sau khi cô giảng xong đọc cho cô để cô ghi thể phủ định. Đọc anh Hoàng, đọc, các bạn làm xong hết rồi đó. Chỉ việc đọc lại nguyên câu thôi đó, đọc. Rồi, bật cam lên học bài, lấy vở ra sửa bài tập. Tí nữa có một phần ngữ pháp cấu trúc con tí nữa các bạn chụp lên rồi con lấy bài đó con chép nha. Học hành cho đàng hoàng chứ, rớt bây giờ. Rồi, Hoàng đọc đi. Khuê ơi, cam con, cô nhắc quá ba lần rồi là cô cho con chép phạt ấy. Đồ bò. Mà đừng so với con bò, tội con bò. Bò nhiều con nó khôn lắm nha. Cả lớp đọc cho cô một thể phủ định để cô viết các con. My My father. Rồi. Office. Last weekend. Rồi các con dịch cho cô câu dưới nào, thể phủ định nào. Bố của tôi có hay không các con? Có hay không? Cái này nó chỉ mang nghĩa là không thôi. Đã không, từ do, do các con thêm not thành don't. Does các con thêm not thành doesn't. Cái này các con dịch là không nhá. Còn cái này là quá khứ các con dịch là đã không đi đến văn phòng vào cuối tuần trước rồi. Lan Anh con, nghi vấn con, đảo gì lên nào Lan Anh? Đảo gì lên con? Ôi chết rồi, động từ không bao giờ đưa lên làm câu hỏi. Đảo chữ gì lên con? Đúng rồi, đảo đít lên. Có lấy nót không con? Có lấy thằng nót không? Không, không lấy thằng nót rồi. Đít đã đảo lên rồi. Thì cái này loại. Đảo gì xuống con? Đảo ngược xuống. Ừ, con á. Đít đưa lên rồi, cái gì đưa ngược xuống? Ủa con, đít đưa. Ủa sao lại suy nhờ? Câu 3, câu 4 mà. Bây giờ thằng đít đưa lên rồi thì cái thằng nằm trước nó sẽ đưa xuống. Thằng nằm trước là chủ gì đó?
Chủ ngữ là gì, đọc cô viết xem nào. Chính xác, my father sẽ đưa về sau. Vậy động từ chỉ việc hạ xuống, tân ngữ chỉ việc hạ gì các con? Hạ xuống, các con đừng quên động từ nhá. Rồi cả lớp đọc cho cô thể nghi vấn lớp my. Cả lớp đọc đi con. My, sorry, did. À, từ hôm trước cô nói là chữ my biến thành từ gì các con? Của tôi sẽ biến thành của gì? Đúng rồi, vậy my sẽ biến thành your. You là bạn. My nè, từ you là bạn nha lớp. My là của tôi thì phải biến thành có một từ có nghĩa là của chứ. Từ này là của bạn, còn cái này là làm gì có chữ của à? Sao mà thay thế chữ my được? Your father tiếp. Đúng. Go to the office last weekend. Ok, yes Tâm con. Yes. Lật ngược lại con. Đúng rồi. Có ai được, cô nói là có được lật your father lại không các con? Đối với lật ngược lại làm trong câu hỏi thì các con phải biến thành, biến về I, you, we, they, hoặc là he, she, ít các con mới được làm câu hỏi yes, no nhá. Mà bố của nó là trai hay gái đây? Trai, đúng rồi. Vậy mình ngầm hiểu ở đây là con trai là he đúng không? He gì con? Lật ngược lại, yes he. Yes he did. Ok Khoa. Yes he did rồi thì no gì Khoa? Đúng rồi, no he didn't. Bao nhiêu người đúng câu số 4 các con? Bao nhiêu người đúng nguyên cả câu số 4 luôn? Rồi, vậy bao nhiêu người sai chỗ yes no đó? Bao nhiêu người sai chỗ yes no đó? Nghĩ sai hả? Cố gắng lên. Rồi. Ai sai thì sửa đi nha. Tí chụp lại vở gửi cô đó, không phải là ngồi sửa trên này chơi đâu. Sửa hết vào vở đi. Nghe nè, sai tới đâu sửa tới đó. Trong khi cô giảng cứ thấy mình sai là ngồi sửa vừa nghe. Tập giống như con robot đấy. The five. Rồi, play này hôm trước trong ví dụ của cô nói là có quy tắc hay là bất quy tắc đây Hương con? Con còn nhớ không? Cái từ play này là thêm ed hay biến thành một chữ khác con, có hay bất? Nhớ không? Nhớ hả? Gia Huy nhớ không con? Nhớ nó là có quy tắc hay bất quy tắc không Gia Huy? Cho cái phần ví dụ của cô á, tí nữa cô sẽ cho các con cái phần động từ đó. Gia Huy? Là không quy tắc là biến thành một chữ khác đó hả? Nếu mà có quy tắc thì chỉ việc thêm ed thôi. Có quy tắc là thêm ed đúng không? Vậy bây giờ con làm câu này cho cô luôn. Đây là câu hiện tại hay quá khứ con? Hiện tại hay quá khứ? Huy, nhìn vào xem câu này hiện tại hay quá khứ con? Đúng rồi, có từ gì chỉ thời gian để con biết nó xảy ra rồi và con biết nó là quá khứ nào, có chữ gì con? Nhìn vào thời gian, mà thời gian sẽ nằm ở đầu câu hay cuối câu? Cả lớp bật mic lên cô nghe, nói cô nghe năm nào. Cuối câu, đúng rồi. Con nhìn vào cuối câu đi tìm xem từ nào cho biết mà xảy ra rồi. Huy, nhanh nào. Mấy đứa lề mề quá con. Có chữ nào con? Hả? Bật mic lên trả lời. Đã nói là cuối câu rồi thì nhìn về cuối câu xem từ nào chỉ thời gian đọc là. Không lẽ cái này con không biết đọc luôn á hả? Con đọc cho cô hai chữ cuối câu đi Gia Huy ơi. Không biết sao cô dạy cho nổi luôn. Gia Huy ơi, bật mic lên đọc cho cô hai từ cuối câu. Biết đọc. Ủa? Các con ngay khi vào lớp 1 đã chào ba chào mẹ bằng good morning, good afternoon, good evening rồi bây giờ không đọc được hả con? Cả lớp vừa đọc giùm bạn cho cô, giùm cô luôn với. This gì các con? This afternoon đúng không? Rồi afternoon là buổi gì á Gia Huy? Mấy luôn.
buổi tối, afternoon là buổi tối. Lớp ơi, afternoon là sáng, trưa, chiều hay tối đây các con? Chiều, đúng rồi. This là nay đúng không? Chiều gì các con? Mình luyện từ rồi mà. Chiều, ủa? Chiều nay có nghĩa là chiều nay, khi mà các con nói chiều nay tôi đã làm việc này việc kia, vậy là cái thời điểm đó nó qua chưa các con? Nó qua chưa? Một phút trước cũng đã gọi là quá khứ, đã gọi là qua rồi, đối với tiếng Anh nó như vậy. Vậy thì cái này là qua rồi đúng không? Gia Huy qua rồi, vậy bây giờ đây là quá khứ hiện tại Gia Huy. Nhanh lên. Rồi quá khứ play có được giữ nguyên như vậy không con? Động từ này là chơi có được giữ nguyên như vậy không con? Nếu mang nghĩa nó phải biến thành mang nghĩa đã chơi thì nó mới là thể hiện quá khứ. Vậy bây giờ đã chơi cô làm sao để từ play này thể hiện là đã chơi con? Này lớp nhìn nè, cô đã nói có hai loại động từ. Từ V1 nó sẽ biến thành V2, hoặc là cái V đó nếu có quy tắc thì chỉ việc thêm ED thôi. Và từ chơi này cả lớp bật mic lên nói giùm cô cho các bạn nghe thử, play này là có quy tắc hay bất quy tắc các con? Có hay bất? Có quy tắc, mình chỉ việc thêm y gì thôi, ED. Play có nghĩa là chơi đúng không các con? Khi cô thêm ED vào thì nó sẽ mang nghĩa là đã gì? Đã chơi vậy đủ chất quá khứ chưa? Đủ chưa? Trời ơi trời, không sống nổi luôn mà. Rồi, phủ định. Phủ định Quỳnh Như. Phủ định là thêm gì Quỳnh Như? Hiểu được bản chất của nó, phủ có nghĩa là thêm gì Như? Đúng, thêm not. Mà đây là động từ thường hay to be con? Trong ngoặc này là thường hay to be? Thường, vậy được cô thêm not trực tiếp vào từ play này không? Có được là not play hay play not không? Vậy bây giờ phải mượn chữ gì? Hiện tại thì mượn do does. Hiện tại thì mượn do does, quá khứ thì mượn chữ gì? Bỏ not vô con. Cô đã nói vừa, cô mới vừa nói xong hiện tại là do does. Bây giờ quá khứ thì mượn thành chữ gì? Did. Trời ơi. Cô ơi, đây là hiện tại nè. Quá khứ, lớp đọc cho cô nhớ nè. Do, does, did. Cái này quá khứ, cái này hiện tại, cái này quá khứ. Mượn để làm gì? Mượn để bỏ not cho nên, hoặc là mượn để đưa lên làm câu hỏi. Vậy bây giờ bỏ not, bỏ sao đây Như? Các con học vậy ảnh hưởng tới các bạn lắm luôn á. Bây giờ did con mượn để thêm not là thành didn't đúng không? Vậy thì con xác định cho cô câu này cái nào là động từ? Từ nào là động từ con? Play là động từ, vậy thì cái nào là chủ ngữ con? Đúng rồi, cái thằng nằm trước chủ ngữ chính là nằm trước động từ chính là chủ ngữ. Rồi bây giờ từ didn't này mang nghĩa là đã không. Vậy thì nó sẽ bỏ trước hay sau chữ play? Không chơi trước hay sau? Đã không chơi trước hay sau? Trước. Vậy bây giờ chủ ngữ hạ xuống nè. Rồi didn't bỏ trước đúng không? Didn't bỏ trước chữ play. Và play này có thêm ed không hay giữ nguyên? Có thêm ed. Đã mượn rồi thì bắt buộc phải làm sao cả lớp nói giùm cô với? Mượn thì phải làm sao? Phải giữ. Mượn thì phải giữ nguyên. Vậy bây giờ cái play này nó sẽ, ở đây nó là mang nghĩa là đã không rồi. Đã không xong lẽ rồi kêu là đã chơi à. Đã không đã chơi à. Đã không gì các con? Đã không chơi. Vậy lấy nguyên mẫu hay lấy đi? Nguyên mẫu. Rồi tất cả những thứ đằng sau các con chỉ việc hạ xuống cho cô thôi. Cái này người ta gọi là tân ngữ. Cả lớp đọc đáp án phủ định lên các con. Làng did gì? Didn't play this afternoon. Rồi một mình định, một mình định dịch cho cô câu này. Định lang đã gì con? Đã không cậu vào chiều. Ủa anh ơi, this afternoon cô dạy rồi nha. Mới vừa luyện từ xong nha.
hay là chưa luyện? Mở cái gì mà mở, không có mở ra. This afternoon có nghĩa là chiều gì? Xảy ra rồi. Trời ơi, chiều mai mà xảy ra rồi. Chiều nay. Sao mà nó dốt đặc thì trời. Rồi, bao nhiêu người đúng thể phủ định các con? Rồi anh Định, đạo cho tôi hình thể nghi vấn. Đạo cái gì lên để thành câu hỏi? Đạo đít đưa lên, đưa đít lên. Có lấy nó không? Rồi, hạ cái gì xuống? Chu cha vậy, con lang này quăng hả? Con lang này quăng cho chó gặm hả? Không lấy luôn, chủ ngữ nó bỏ hẳn luôn. Lấy bỏ vào đâu? Ủa, thằng đằng sau đưa lên thì thằng đằng trước chỉ việc đưa ngược lại thôi. Ủa, cô dạy tiếng Anh mà cô dạy vậy luôn á lớp. Mà con không hiểu nữa thì thôi chịu á. Đưa cái gì xuống? Ham chơi quá mà. Rồi, hạ cái gì tiếp xuống? Đít đưa ngược, đít đưa lên, lan đưa xuống. Hạ cái gì xuống tiếp? Ủa, rồi bờ lây này quăng cho ai? Cái động từ chính của câu quăng cho ai? Rồi, đằng sau tân ngữ hạ xuống hết. Cả lớp đọc lên cho cô lớp. Did play. Rồi Huyên con trả lời yes no Huyên. Yes gì Huyên? Lật ngược lại con. Bây giờ cô gái, Lan là gái đúng không? Con có được nói là Lan đít không? Hay đít Lan gì không? Không. Ừ, mình ngâm hiểu cái chủ ngữ Lan này là she đúng không? Vậy thì lật ngược lại là yes she gì? Yes she. Đọc đi Huyên. She did. No. Đúng rồi. No, vẫn là she gì? Vẫn là no she did, các con hạ no she did xuống. Vẫn là she did nhưng mà no thì phải có not, cho nên mà did đi với not thì biến thành didn. Bao nhiêu người đúng bài này các con? Câu 5 này bao nhiêu người đúng nào? Rồi những ai sai sửa đi cho cô viết lại cho rõ ràng mà sửa này. Chết luôn. Đã vốn dĩ mình đã yếu rồi còn không học chẳng ai cứu nổi mình hết á. Đi có nghĩa là học. Các con nhìn này, đây là động từ có quy tắc mà cô nói rồi, có thì chỉ việc thêm y gì đây, cả lớp đọc cho cô từ này coi nào, có thì chỉ việc thêm y. Y đi. Bây giờ từ study này đã là học, về quá khứ nó biến thành là đã gì? Đã học. Từ study này là V1, là V nguyên mẫu V0, khi về quá khứ nó biến thành đã học. Vậy thì các con nhìn nhá. Nó thêm y đi, nhưng không lẽ bây giờ cô sẽ thêm y đi như thế này hả? Cô sẽ thêm y đi như thế này. Không, mình không phải thêm y đi kiểu đó. Các con nhìn nhá. Đúng, chính xác. Nó sẽ biến thành như thế này. Các con thấy cái gì không? Y dài đã biến thành y gì rồi các con? Y ngắn. Sau đó rồi mới thêm y. Y đi, giống như hôm trước các con học có thêm SES á. Cái từ study này, cô cũng lấy ví dụ cái từ study này luôn. Muốn thêm S hoặc ES, biến y dài thành y ngắn. Sau đó rồi mới được thêm E gì? ES, đúng không lớp? Đúng không? Còn ở đây study này nó cũng vậy. Biến y dài thành y ngắn, sau đó mới thêm y, y đi. Vậy thì tiếp theo, cái tiếp theo. Từ stop, stop là dừng gì? Stop là dừng lại. Các con nhìn nhá, nhìn cô thêm y đi nè. Các con thấy có sự khác biệt gì không? Nó có thêm một chữ sau đó mới thêm y đi. Ai nhìn ra cái chữ đó cho cô? Đúng, chính xác, gấp đôi chữ V. Rồi, đây là điểm mấu chốt. Đây là điểm mấu chốt. Tiếp, một cái ví dụ nữa. Từ move. Rồi các con nhìn thấy cái từ move này là di chuyển nha, biến thành từ đã di chuyển này các con. Đây là ba động từ có quy tắc, cô chỉ thêm ed. Nhưng thêm ed không phải là cứ thấy nó là có quy tắc là quất vô ed, nó phải có quy tắc của nó. Đa phần là cứ thêm việc ed như bình thường, nhưng đây là ba trường hợp ngoại lệ. Rồi các con nhìn nè, ở đây có một cái gì khác không? Khuê có nhìn ra có gì khác không Khuê? Thêm ed là chữ e với chữ giờ đúng không? Mà cô chỉ thì thêm một chữ gì thôi. Các bạn giơ tay đầy á, nhìn ra cái khác nhau không?
Nhanh, các bạn giơ tay kìa. Nó chỉ thêm một chữ đờ. Đúng, chính xác. Vậy thứ nhất, nếu nó đã tận cùng bằng e rồi thì lớp chỉ việc thêm một chữ giờ. Đó là quy tắc thứ nhất. Không phải là các con thấy nó là mu rồi thêm đi, quất thêm chữ e với chữ giờ vô. Ok, quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai, các con nhìn nhá, đọc cho cô cụm từ này nào, cả lớp đọc con. Các con còn nhớ cái này không? Rồi các con đọc cho cô từng chữ một, chữ gì đấy? U E O A Y. Đây là năm nguyên âm trong tiếng Anh. Đây là năm nguyên âm. Vậy thì tất cả những chữ còn lại người ta gọi là phụ gì các con? Phụ, phụ âm. Rồi các con nhìn nhá, mình xét tận cùng thôi, mình không xét phía đầu. Các con nhìn này, phía đầu mình không xét, mình xét ba chữ cuối cùng cho cô, xét ba thằng cuối cùng. Rồi thằng nằm giữa O, có phải O là nguyên âm hay phụ âm anh Hoàng? Hoàng, O này là nguyên hay phụ? Rồi nguyên, tờ và pờ này là nguyên hay phụ? Đúng rồi, ngoài năm cái u e o a i đó ra thì tất cả đều là phụ. Một nguyên âm, các con nhìn nhá, đây là quy tắc thứ hai này. Một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm thì phải gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm y đi. Ok, các con hiểu được cái thứ hai chưa? Rồi quay lại cái thứ nhất. Chữ giờ này là nguyên âm hay phụ âm Khuê? Khuê ơi, giờ này là nguyên âm phụ âm? Đọc ở ngoài ra là rồi, nguyên hay phụ? Con nói lại cô nghe, nguyên hay phụ? Rồi phụ âm. Khi một, các con nhìn phía cuối nha, các con không nhìn phía đầu, các con chỉ xét hai chữ cuối thôi. Phụ âm cộng với một chữ y dài, biến y dài thành y ngắn rồi mới thêm y đi. Nhưng trước này, nếu trước này nó là nguyên âm nha, ví dụ như trước này, trước chữ y nó là u o a i u e, thì đằng sau này y dài có được biến thành y ngắn không các con? Có, ví dụ như từ play. Rồi xét hai từ cuối này, các con thấy y dài thì các con phải nhìn phía trước, nguyên hay phụ? Cả lớp bật vít lên con, nguyên hay phụ? Nguyên. Có được biến y dài thành y ngắn không? Lúc nãy cô có viết như thế này không? Cô có viết như thế này không các con? Có không? Nhớ nhá. Rồi, đây là lý thuyết ngày hôm nay. Rồi các con viết bài đi. À, từ thôi, nhớ vậy thôi, tí nữa viết. Bây giờ mình làm bài tập đi. Mình làm bài tập. Rồi. Mình cứ nhớ vậy, mình nhớ như vậy, mình hiểu như vậy đi, xong rồi mình làm bài tập á, mình nhớ hơn. Rồi tí mình chép là nó sẽ dễ nhớ, coi như là cách mình học luôn. Rồi các con nhìn nhá, cô điểm qua một vài cái động từ có quy tắc và một động từ bất quy tắc. Các con nhìn này, có quy tắc là các con thấy từ trên xuống dưới, cô chỉ thêm gì thôi. Cả lớp đọc cho cô, từ trên xuống dưới nó chỉ thêm chữ gì thôi các con? Thêm y. ED, đây là những từ thêm ED. Cái này là bắt buộc các con phải học thôi, không học là mình sẽ không nhớ là bây giờ thêm ED hay biến thành chữ khác đâu. Rồi tiếp theo, động từ bất quy tắc, nó không thêm ED, nó không theo đi theo quy tắc là thêm ED. Ví dụ như quy tắc bước vào căn phòng đó phải bỏ dép. Nhưng mấy thằng này bước vào căn phòng đó có phải bỏ dép không các con? Phải không? Không, còn gọi là bất quy tắc, có nghĩa là không theo một cái quy tắc nào đó cả. Các con nhìn nè, từ make các con hay nói nó biến thành từ made. Từ này có nhớ giống như ở trên các chai lọ nó ghi là made in China. Có thấy cái động từ này không các con? Là sản xuất ở đâu? Sản xuất ở đâu? Sản xuất ở Trung Trung Quốc. Rồi các con nhìn nè, từ make là V1 biến thành từ made là V2. Các con nhìn nhá, ở đây mình dịch là sản xuất hay đã sản xuất? Nếu thực chất đây dịch là sản xuất hay đã sản xuất? Đúng rồi, lớp hiểu rồi đó. Đó là V1 và đây là V2. Cái kia là làm, còn cái này đã làm ra ở Trung Trung Quốc rồi. Tí nữa cô sẽ cho các con ghi cái này. Mình làm bài tập đi. Rồi, các con làm cho cô. Đây là chia động từ, dạng chia động từ bao gồm cả present thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, có nghĩa là trong này cô sẽ có cả hiện tại lẫn quá khứ. Bây giờ mình thử nhá, mình thử một câu trước khi các con làm nhá. Quỳnh Như ơi, câu số 1 hiện tại hay quá khứ con? Ok, là quá khứ đúng không?
là quá khứ vì có chữ gì con? Đi tìm thời gian là biết. Đúng rồi, last weekend. Ok, đọc cho đủ nha. Rồi, đây là khẳng phủ hay nghi? Đúng, không có not là khẳng. Nếu trong ngoặc này các con hay có not này hoặc cuối câu các con là biết phủ định, còn cuối câu có dấu chấm hỏi thì đảo gì đi lên trên? Đảo did hoặc là đảo to be lên trên. Nếu câu đó đối với động từ thường, nếu mình thấy động từ thường thì mình đưa did lên, còn mình thấy to be thì mình đưa to be lên. Ok, thấy chị bé bé á, là đưa to be lên. Rồi, vậy bây giờ từ go sẽ biến thành V1. Trong ngoặc luôn luôn là nguyên mẫu là V1, sẽ biến thành V số mấy đây Như? V2. Go, con còn nhớ go biến thành gì không? Go là có hay bất nữa. Có bao giờ thấy có bao giờ cô thấy go nó thêm ed không? Có bao giờ cô thấy cái chữ này chưa? Chưa đúng không? Vậy go là có quy tắc hay bất quy tắc con? Bất quy tắc, go sẽ biến thành, nhớ từ ra, nhớ từ gì không? Lúc nãy Khuê không vô học. Rồi à, Như không vô học. Khuê nói thử cô nghe coi, go biến thành. Nãy giờ mình làm chữ go hơi bị nhiều luôn á lớp. Go biến thành cái gì đó xong rồi biến ngược trở lại go, làm rất là nhiều luôn. Lan Phương, cả lớp nói cho cô nghe coi, hôm nay chị bịt mặt luôn hả? Cả lớp bật mic lên nói đi con, chữ gì lớp? Go biến thành quen. Rồi bây giờ các con làm đi, bây giờ các con chép vào hết xong rồi cô sẽ mở cái phần bảng động từ có quy tắc và bất quy tắc lên cho các con làm. Ok, hoặc là cô sẽ viết cái động từ có quy tắc và bất quy tắc ở đây luôn. Gì hả Khải? Gì hả chị? Rồi bây giờ lớp chép đi con, khi các con chép xong các con nói cô nha, xong cô sẽ mở cái bảng có quy tắc và bất quy tắc ra cho các con để các con làm. À thôi, cô viết thẳng vào đây luôn. Nhưng mà các con phải nhìn xem nó là quá khứ đơn hay hiện tại đơn nha. Cô chỉ đưa ra vậy thôi. Cô chỉ đưa ra động từ có quy tắc hoặc bất quy tắc thôi, chứ còn tí nữa là cô cho các con chép riêng. Còn bây giờ làm bài tập thì cô vẫn đưa lên bảng như vậy. Nhưng mà không phải là câu nào cũng biến thành ED hay là V2 nhá. Đây có cả hiện tại đơn ấy, cô dạy hồi kỳ 1 rồi. Ở đây là cô nhân tiện cái bài này nè, có các bạn mới vô học á là cô giảng lại hiện tại đơn luôn. Từ thời gian nằm cuối câu các bạn đã nói rồi, cuối thời gian nằm cuối câu thì cứ nhìn vào cuối câu xem. Hả? Every, trời ơi, every học lâu rồi mà sao đọc gì kỳ vậy? Every là mỗi á, every day là mỗi ngày đúng không? Học lâu rồi mà. Every day là mỗi ngày đúng không? Vậy bây giờ bỏ cái từ day đi thôi, các con không lanh lẹ tí nào vậy nhờ. Thay chữ day thành từ weekend, weekend là cuối gì con? Cuối gì? Cuối tuần, vào mỗi cuối tuần. Vào mỗi cuối tuần. Thói quen hay quá khứ? Và một cái việc mà cuối tuần nào mình cũng làm vậy, đó là thói quen của mình hay quá khứ con? Thói quen thì là hiện tại hay quá khứ? Hiện tại. Hiện tại, mà đây có not. Mà đây là động từ thường hay to be con? Visits. Động từ thường hay to be? Rồi động từ thường có được thêm not và visit không? Bây giờ là visit là thăm đúng không? Thêm not vào có nghĩa là không thăm. Nhưng có được thêm not trực tiếp vào như thế này không con? Có hay không? Không, bây giờ mượn do hay đơ con? Bây giờ có 3 thằng nha. Mượn do hoặc là does hoặc là did. Nhưng mà bây giờ là hiện tại rồi thì bỏ cái từ did này đi. Bây giờ con chỉ chọn một trong hai cái do hay does thôi. Do hay does. Do này là số nhiều, con này là số ít, do là số ít. Rồi con xem cái thằng này số nhiều hay số ít để con chọn một trong hai này. Tại vì kỳ 1 con chưa học nên cô giảng lại luôn. Bây giờ con nhìn nè, thằng này thêm S không con? Số nhiều hay số ít? Số nhiều lấy do hay lấy do? Đúng, cô vừa nói cô gòn ghi trên này luôn á. Lấy do là để bỏ not vào. Các con nhìn nè, sau khi các con xác định là do hay là does hay là did rồi, các con chỉ việc bỏ vào lôi hết ra là được cho cô. Bỏ do vào lôi hết ra, do bỏ vô, lôi not ra, lôi visit ra. Sau khi đó, vì bởi vì đã mượn do rồi thì chắc chắn cái động từ đằng sau này sẽ làm sao cả lớp? Sẽ phải giữ gì lớp?
giữ nguyên đây, các con lôi hết ra, các con lôi hết ra, sau đó các con viết tắt cái từ do not này thành từ đông cho cô là được. Viết gần lại, viết gần lại. Đây là cách, nếu như các con không nhớ, đây là cách để các con làm. Chọn một trong ba thằng này, sau đó lôi hết ra cho cô, sau đó viết tắt là được. Bao nhiêu người đúng câu số 2? Rồi tiếp. Định câu số 3, xác định cho cô hiện tại hay quá khứ. Ai sai thì sửa đi nha, không có đợi gì nha. Rồi quá khứ, con dựa vào từ gì để biết đó là quá khứ? Yeah. Nếu to be, nếu đằng sau này người ta ghi là be này lớp, là lớp chỉ việc đưa to be lên đây thôi, chọn what's were đưa lên thôi. Còn bây giờ đây là động từ thường, phải mượn cái gì đưa lên hả? Định, mượn cái gì đưa lên con? Cấu trúc ghi rồi, đúng rồi, mượn đít đưa lên, sau đít là đến gì con? Đọc cấu trúc đi, sau đít là đến. Con lại chủ động, cấu trúc vừa viết xong. Giỏi không lớp? Lúc nãy cô vừa nói cái từ make này nó biến thành từ made. Từ make, các con hay đọc là make đúng không? Cái này là made nè. Đó là cô đọc tiếng Việt luôn á, make, made đúng không? Vậy bây giờ cái này là chủ ngữ hả ông nội? Cô gọi đúng, thực chất mấy thằng lười là mấy thằng thấy thằng làm sai mà. Không hiểu ai mà. Trong hai thằng này thằng nào là chủ ngữ? Chủ ngữ là từ chỉ con người chứ. Sao chị hành động được? Rồi. Đã mượn đít rồi thì động từ trong ngoặc làm sao? Bỏ ra ngoài giữ nguyên. Bởi vì từ đít này mang nghĩa đã rồi lớp, cho nên cái từ make này không cần mang nghĩa đã làm nữa. Từ make này nó sẽ biến thành từ may là đã làm. Nhưng mà ở đây đã có từ đã phía trước rồi, cho nên các con hiểu ngầm cho cô. Chỉ cần có did, do, the thì động từ sau này cứ giữ nguyên cho cô. Bao nhiêu người đúng câu số 3? Khoa sai à? Rồi Khoa làm cho cô câu số 4. Hiện tại hay quá khứ? Nhanh. Rồi, nhìn vào từ nào để biết đây là quá khứ? Yesterday, chính xác. Yesterday afternoon, chiều hôm qua. Rồi, khẳng phủ hay nghi? Hả? Rồi, khẳng. V1 trong ngoặc sẽ biến thành V. V2 hoặc V. V2 hoặc VI. Rồi, từ đu bên này cô để là V2 hay V đi con? Rồi, V2, đu biến thành gì đó? Rồi, bao nhiêu người đúng con? Đây là thể khẳng định. Thể khẳng định bao giờ cũng là thể dễ nhất. Phương sai hả con? Nghĩa đúng hả? Phương sai hả? Rồi. Ủa Hương ơi, con nghe cô nói không Hương? Con sai hả? Ừ, rồi Hương làm cho cô câu tiếp theo nào. Number 5. Quá khứ hiện tại con. Khổ. Vừa kêu mẹ sửa mic đi nha con. Hiện tại á, chữ nào mà hiện tại con? Chữ gì đây Hương? Last year, năm gì á? Cô cho luyện rồi. Cả lớp, last year là năm gì lớp? Năm ngoái, đúng không? Năm ngoái, năm trước. Quá khứ hay hiện tại đây? Ừ, quá khứ là bây giờ. Thể khẳng hay phủ đây hả Hương? Khẳng hay phủ với nghi Hương? Rồi, khẳng từ V1 sẽ biến thành V số. Giơ tay lên cô xem nào, V mấy? V2 hoặc V đi, đúng rồi.
từ travel này là động từ có quy tắc. Nhưng mà các con nhìn này, e cả lớp bật mic lên cho cô, nguyên hay phụ các con? Nguyên hay phụ? Nguyên. Rồi v với l, v l, v l, v l, nguyên hay phụ? Nguyên hay phụ các con? V l, nguyên hay phụ? Phụ đúng không? Một nguyên âm một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm y đi. Bao nhiêu người đúng câu số 5 các con? Bao nhiêu người đúng câu số 5 nào? Ai sai sửa đi nào. Rồi Hoàng, câu số 6. Câu số 6 này khó. Thôi để cho Vâng Anh con. Vâng Anh ơi, hiện tại hay quá khứ con? Chính xác, có chữ gì con? Rồi last night là tối gì? Tối hôm trước. Rồi thể gì con? Có dấu chấm hỏi, thể gì? Thể gì? Rồi nghi vấn, câu hỏi phải mượn cái gì đưa lên trước chủ ngữ con? Đúng rồi, doer là của hiện tại nha lớp, did là của quá khứ. Did đưa lên trước chủ ngữ, đã có did thì động từ như thế nào Vân Anh? Chính xác, did you have, có nghĩa là bạn đã ăn tối. Rồi còn nếu ở đây các con biến từ have thành từ had giống cô ghi vậy á, thì có nghĩa là dịch là bạn đã đã ăn tối. Bao nhiêu người đúng câu số 6 các con? Rồi các con sửa hết đi, tốt, các con sửa hết đi xong rồi mình làm tiếp nào. Xong chưa lớp ơi, để cô nét qua nha, cô nét nha. Ok, sửa xong hết chưa nè? Ai chưa xong thì lên tiếng nha. Cô qua rồi mà cô chấm vỡ mà chưa sửa là cô cho trách phạt bài tập á. Bài tập mà trách phạt sướng lắm á.